Nói chung là bình thường mình toàn chơi melodic thôi, chứ còn cái beat này mình chẳng biết làm nào ạ. Nên là thôi mình làm hết sức mình, các bạn cùng nghe mình nhá. Good. Hey. Hey. I say 1, 2, 3. Let's go. Mở bài về tiếng thở dài. Beat này chơi melodic hơi căng, không sao có vũ khí khác. Đủ sức đâm mấy thằng nhóc rơi răng. Nghìn cá thể nhập vào một cá thể, xong rồi đem vô thi. Sông Goku bảo với anh là take my energy. Lòng Hàn Quốc, G-Dragon. Lòng melodic là MC Ki. Còn lòng học giỏi, lòng đẹp trai, lòng khoa học đấy là LC Hi. Đã chờ bên hồ, bọn đang bằng với cái sample. Các bạn đi xem đây như Angel. Em ta chỉ từng ngày như là Manbo. Tình anh em phải khó khăn khít. Hát như Hồng Anh, rap thì Gambit. Thuộc lại như Đông, đẹp trai như An Quốc. Một lời thế của câu lạc bộ anh mang tất. Câu lạc bộ rap trẻ Hà Nội. Tao luôn xứng đáng là member. Đây là số 1 đại của Việt. Ba ách khoa tender. Đến nay thì em đã biết. Khổ ghét để ngăn cản anh mày gắn xếp pow 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 pow. Hạ của mấy thằng cùng bảng anh, muốn ngang với anh chỉ một cách cửa sau. Lời phóng đại của mày chỉ ngon vách của tao. Mày đang đứng sau cho vào bao được. Alice cũng không thể chê nhà tao được. Và như cơn gió lạnh là lúc không khí này trở nên thật là mát mẻ mát mẻ. Và nó đéo hiểu sao lại có mấy tổ đội bảo nhau mấy thằng rap trẻ khác quẻ. Chúng mày có cái mồm luôn ngày chỉ có chờ thời cơ để mà bắt bẻ bắt bẻ. Và tao DIE to the end hôm nay cho mày biết như nào mấy thằng rap trẻ rap quẻ. Và tao có mi linh lửa G và Đông không phải va chạm. Mỗi một mạng VPN. Bọn tao dính đây là 502. Với cái dấu tôi X sinh 205. Từ đứa hàng tuần ở chi phố Tây Sơn. Phi ra cố hay hơn để sư bố đi con. Hải Phòng boy trên tay là con Mai và vẫn thật ngầu. Nghe nhạc tao để bị rối loạn tích. Và để khi bị bật lên là chúng mày thật ngầu. Tao vẫn là ai như là hải bánh. Tao vẫn là mướt như là cải xanh. Tao tham gia ninja squanda. Chúng mày thấy bài này phải đưa tao giải nhanh lên là nghe tiếng dương. Đối thủ phải biến luôn mọi người. Phải là vốt 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 vốt. Anh ấy đẹp trai, anh ấy còn rap hay. Anh ấy làm tốt 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 tốt. Đối thủ hoảng hốt 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 hốt. 16-3 xong rồi chốt 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 chốt. À thì nhớ mày mọi người lại vỗ tay phải là bố 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 bố. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Level rap của tao là cao nhất. Lyric từ flow của tao là chú trọng. On the mic chỉ có biết bao chất. Nhịp ghi tao bần câu như lượn cổ họng. Đưa vào rap cho giọng để cao ngất. Vỗ vào mặt mạnh như những cơn sóng. Khi tao đang cố lập nghĩa đồ cấu động thì mày làm nhạc chạy theo cái sức nóng. Tưởng mình được cái dạng thượng đẳng, nhưng thật ra chỉ được cái mã tốt. Mày mang hình tượng của vị tướng sĩ. Vị tướng sĩ nằm trong những hài cốt. Những cái từ ví von mà giống như nhiều thứ. Chỉ thể hiện là mày rồi đội lốt. Mày xóa xanh chả cái gì là quả tàng. Để bọn tao thỏa sự bao bọc lôi chứ couldn't stay here. Khi bọn tao đang đứng ở đây là bài nhạc được play, yeah. Nhớ bọn mày điêu đứng cả cây một con thứ chắc là hay, yeah. Nói bài nhờ thường mày không thể thấy. Với những nghĩa có thể nào mà thanh tẩy. Cũng khiến cho mày có vẻ đau thật đấy. Vì tao uốn lưỡi đã 7 lần. Đi chơi cấu rap bắt đầu nảy vần, yeah. Đâu bắt đơn giờ ta tất thật xảy ra. Thầy kêu bạn này khiến mày phải phấn chấn. Yeah. Rapping H-Town quang minh chính đại. Với nhạc đầy tâm linh tĩnh tại. Việt Lam Star không phải kiểu an sinh sinh ngoại. Thở một câu là tam kinh nín lại. Quan điểm là nghe chinh chinh không mê mải. Giống như là phê ngại. Vì xét lòng trung thành ta là từ trái nghĩa của thằng Lê Hải. Đây là anh em người thân người quen vẫn luôn kế bên. Tới lúc nhìn chúng biên ải. Không bôi trên rồi không có đường quan hệ rộng. À vẫn cháy dù đang nhẹ giọng không vệ sản năng tuyệt vọng. Dẫu vở chép lấy làm trang lệ động. Vay sức trẻ và trả lại rap game đủ cả cốc. Vẫn lại không biết tướng sinh khắc. À 4 năm rap và ngàn sau tôi luôn coi ta là tín ngưỡng duy nhất. Không cần phải nhắc giữ chân trên mặt đất. Vì ta đã có thiên hạ dưới chân mình. Tưởng là ta đã khuất bóng ở trên đài. Nhưng ta chỉ quy ẩn để lo tăng trình. Cứ tuổi làm nô lệ cho đời bóng rút tinh thần. Mạo dung hai chữ thân tình. Bằng qua mà độc lập để cả rap và học tập. Cả hai với tao đưa về thế quân bình. Không cần phải ghen shit hay quần áo sang bóng. Mày hỏi tao thì sắc nghĩa là gì thì dịch ra tiếng Việt đó là giàu ăn sống. Hush, click, clap, then oh, ay. Kick back, then kick back, quay mồm. Shout out to Black Records, season the MC. Muốn biết sao tiếp thì ở yên đó cho xem đi. Yeah, yeah, yeah. 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 On the beat quá là khít. Bọn tao nấu nhạc chất vào kho. Không thể bao vây trình bọn tao xây mất nhiều thời gian rất là to. Tao đã nhìn thấy cảnh chúng đón thầy bó nên khó nên nản. Bọn tao vẫn không ngừng đi lên phía trước. Trừ khi có biên bản làm điều tao thích. Yeah. Khi tao thích. Yeah. Mẹ tao đã không còn phải lo toan mày vẫn vòng bạc với dây xích. Mẹ tao... Và thì phải có ích. Đâu mà tương...
thì lời mày nói phải cần có ích. Yeah, no, 1, 2, 3, nó là 1, 2, 3. Cách anh mở visa và đếm mấy con thẻ visa. Ngang qua sâu kế bên hồ có em chảnh khó làm quen. Cho xin số tài khoản để anh được biết rõ họ tên. Tao phải đeo kính râm vì tao không thích đi qua mình bị chói mắt. Tao không thích mấy em mình dây cây cảnh bởi vì mấy em quá quắt. Tao không còn gì để flex nữa đâu, thôi thì suy cho cùng. Em yêu anh bởi vì gì cơ? Vì anh chim to đùng. Yeah, yeah. Cảm ơn mọi người. Ok, tuyệt vời, ngồi dưới tim cứ nhảy lên sợ phải quên tiếp. Đúng là hồi sinh, có khác cứ phải chết phát là mới lên được. Ê sợ. Yeah, yeah. Và đây là bài nhạc tôi viết vào 8 giờ sáng hôm nay. Mong anh em thích nó. Đây là cái cách mà một anh vẫn hay làm, và nếu không cảm được thì mong em biến. Vì không phải thánh nhân nên khi anh xuất hiện thì không thể mang theo một nụ cười hiền. Chỉ có vật câu đợt thi triển. Nguy hiểm là khi mà anh xuất hiện, nơi tối tăm nhất không có lối tắt thì lại chính là nơi mà anh ghi điểm. Anh không có mang súng, anh không có mang dao, quân tử sắc nhọn là thứ vũ khí duy nhất mang tất cả đối thủ vào đây để được chứng kiến sự sống đi mất. Anh không có băng đảng để mà ra oai, nhưng nhạc anh làm anh tự hào. Để giờ anh có thể tuyên bố nhạc anh không cần ai để can dự vào. Đấy là cái cách mà anh sống, đấy là cái cách mà anh chơi. Bọn nó bảo anh làm không đúng, chỉ vì không bằng được anh thôi. Yeah. Tay chỉ thiên nên không phải lượt cúi, đi kiểu chuyên để tiền chảy về túi. Mang năng lượng để săn được lũ hay đơ vào sao chúng để vào túi, ok. Ở đây kho báu à? Anh cho em to biết một tí không ạ? Cần được make hit, nhà không chỉ hype mà nó rất lit. Tốt gỗ hơn tốt, đức sơn được gỗ này tốt quá phải bằng ngay từ cái jacket. Style mày như thế là sao, bao lời kết kết là sao. Có ngàn câu hỏi đơn giản, chỉ có âm nhạc cô ấy và tao. Chúng bị ước ao, chúng bị ước đi, chặng đường phía trước tao vẫn bước đi. Anh tao điêu lờ năm 17, đó vẫn cho hát rồi trước khi making the move và anh quốc in the stool. Cùng cho vào thu cùng phong thái chơi thật cool. I got my flow in the bag, khi nó con beat từ ngày này qua ngày khác. Cứ thế tăng tốc bọn anh silent silent, gọi nó là icon icon. Và đã fake cứ tưởng chopper giờ mà lên anh đấm mày như Tyson Tyson. Để tao bô này cho bay cao thì đừng nhóc lóc cóc, dù chỉ mưa khóc khóc cố ngẩng đầu lên. Và một cách lóc ngóc mà biết được như thế mày đã tưởng hay sao. Nước mắt trên mi nó đã từng rơi vần đôi khi. Quần điếu thêm bi lặng bao những ngày cái thì trôi đi. Người đi người ở nhiều lúc tỉnh giấc rồi mới quên đi. Góc tối tâm hồn nó đã cuộn rửa khi bị real. GTA trò chơi cuộc đời như một phim hay thì đang chậm trắng mà vẫn hay thấy. Chỉ trong một giây là bài được lên mây, khi anh lên sân khấu nó sẽ ngả vàng. Trong tay từng nắm cả một tạ vàng đã xóa từ lớp sâu cho trường u tối. Khi đèn xe mở ra là cuộc chơi hạ màn. Triệt hạ bọn nhóc ra vẻ ta đây, hạt mầm hip hop để thể nào ra cây. Phanh thầy con beat tiêu in của chiến tử, dòng có điện từ ta pha ra đây. 3 năm trước bắt đầu biết rap, đã từng nghĩ có cần thiết trap. Bởi vì nhìn xung quanh ai cũng là newbie, cứ vẻ siêu đi như thể là ASAP. Nên thôi cắt, hãy nhìn lại đi, không phải thử không chất như trên TV. Fake gì coi nhạc như điểm kiếm ra tiền nên mai khán giả như là Cardi B. Sau nghĩ cả fashion, style của rapper. Tao xì vả, đéo ngừng, đái vào rác, giờ chửi. Bật chế độ rap lên, cho chúng mày chống mắt xem. Nghĩ sao phải, fuck khi tên bọn máy tao không thèm nhắc tên. Enemy còn chưa phải, nghĩ gì, chắc friend. Mấy em shorty muốn vào, đưa cái mông ra lắc xem. Ai, yeah, yeah, chuẩn bị bắt đàn mà fuck, I'm scared boy. Yeah, yeah, ay, yeah, yeah, ay, yeah, yeah. Câu vần chất đem lên, dưới khán giả phải bảo là God damn man. Họ nhìn tao đâu vì biết là sinh cao, mà tôi đơn giản khác biệt của mấy đứa khoách xem xem. Không đến đây thì cạnh lên trên, tao đơn giản chỉ muốn kết thêm fan. Cũng có thể để nó get the fame, còn mấy tập khoách rap thì nó nép vào bên. Vì sao sao đơn nhất là cái điều tao đang làm. Không phải vật chất để cố tỏ ra keng keng, không phải súng bầu mới ám hộ khen răng vàng. Không phải hát solo tao không phải tham ngàn vài thằng. Tao biết không chọn lối sống đó, tao không chịu được dối giống nó. Không than vã vì những nỗi khốn khó, tao kể bằng những thứ tao vốn có. Điều thú vị thì tao muốn bàn, viết thành nhạc cả suốt tràn. Kể về chắc cấm hay là buôn hàng, một điều tao biết chúng mình luôn giảm. Yeah, ok. Cho mình xin chàng vỗ tay không? Hơi run. Hey, hey, 1, 2, mic check. Anh cũng mới sửa lời không biết là thuộc không? Hey, fuck ở the drama shit, anh vẫn còn đang đi công việc. Đội trẻ con thì anh không tiếp không mất cùng viết với cái lúc bông tiết được luôn vào trong tiệm. Anh không có tâm địa bên trong miệng, mà tại phải xin lỗi cũng là do xong chuyện. Còn nếu muốn gặp á, ai không tiện, không rảnh phải loại anh Long Nghiện. Cả đời anh chết vì flex, không phải do bà Dương nanh độc. Cuộc đời anh mà là sách chắc chắn nó sẽ có một chương anh ngọc. Yeah. Thầy. Yeah, và để kết cái bảng này thì mình xin kể
qua 16 bars của mình. Một câu hỏi cho mọi người đó chính là bao lâu? Bài nhạc này xin dành cho những con người vẫn còn đang cầm viết trên tay và đem tâm sự của mình vào từng lời này không cần thiết lên stage. Chưa từng đạt những thứ mình mong cầu và bao dự định vẫn còn đang nung nấu. Âm nhạc của tao chỉ trong đầu, còn chữ của tao chỉ trong máu. Đâu dựa vào được một thành tựu nào, cho nên với họ thì tao là lười. Cần khắc ghi mình phải làm khác đi, không bỏ rap đi tao làm người. Đều nên coi rap như cả bạn đời. Sweet talk là cách tao flow. Vài câu hỏi tao vẫn chưa trả lời. Đó là bao lâu? Tao đã tới với dòng nhạc này và sông rời đáy này đã được bao lâu? Chìm nghỉ nơi underground từ trên cao nhìn xuống chắc thấy được bao sâu. Chẳng biết là được bao lâu. Hết thất bại này rồi đến thất bại khác. Nghe những người xung quanh đổ thừa là tay rap và villain. Như thế đã từng làm tao đau. Tao vẫn vậy và mở beat lên. Nhưng là có vài điều mà tao không hề thích. Thường muốn soi tao như là diễn viên nên tao cho nào thấy băng băng về đích. Tao phủ nhận cảm giác vào lúc ấy và khắc họa nó một cái chân thực nhất. Một từ lời nhạc của thanh của cực chất trả lời câu hỏi rằng là bao lâu. Yeah. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 7 bạn bảng D. Chúng ta đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình ở vòng loại.